Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Và trong video clip ngày hôm nay thì cơ sở đồ gỗ đồ Tời Lanh sẽ giới thiệu cái top 7 cỗ ngai thờ đang đang được bán chạy và thịnh hành nhất năm 2022. Và toàn bộ 7 cỗ ngai thờ này được làm bằng gỗ. Đó là gỗ gụ, gỗ, gỗ mít và gỗ gõ đỏ đây là các mẫu ngai cột thì Trong văn hóa tâm linh dân gian thì Thế giới người mất cũng như thế giới của người sống Trần sao âm vậy Nên tổ tiên ông bà cần một nơi để ngự trị Theo dõi phù hộ cho con cháu Chính vì thế mà ngai thờ bằng gỗ được đặt ở nơi cao nhất Trong cái không gian thờ gia tiên Có hình chiếc ghế là nơi ông bà tổ tiên Hoặc các ông bà cao tổ tại dòng họ Có thể quan sát, chứng giám và phù hộ cho gia đình và về ý nghĩa của mỗi chiếc ngai thờ đều được thể hiện qua nhiều tầng lớp ý nghĩa khác nhau. Mỗi gia đình dòng họ đều có một không gian thờ cúng riêng. Đồ thờ cúng rất là đa dạng, đầy đủ, nói lên cái tấm lòng của con cháu đối với tổ tiên ông bà, dòng tộc. Và ngai thờ thường xuất hiện ở trên ban thờ gia tiên, ở vị trí chính giữa và là cao nhất. Chúng ta cũng không nên thờ chung. Thờ bà cô Mãnh chúng ta nên thờ riêng, cũng như ông bà tổ tiên tại tư gia và về bài vị thì là hiện diện của cái người đã khuất đầu tiên chúng tôi giới thiệu hai cỗ ngai bằng gỗ mít số 1 và số 2 từ bên trái sang đây là hai cỗ ngai thờ 8 tức thì 8 tức chúng ta hiểu nôm na dễ dàng đó là về phần mặt ngai để bắt hương hoặc để bài vị đó là dài 32 cm 8 tấc mỗi một tấc là tương đương với 4 cm hiện nay 48 32. Chiều cao tổng thể là 75. Và chiều dài phổ bì là 42, sâu 38, cao 75. Đó là về hai cỗ ngai bằng chất liệu gỗ mít số 1 và số 2. Và về hai cỗ ngai đó là số 3 và số 4. Đây là cỗ ngai thờ loại một thước được làm trên nền chất liệu gỗ gụ nhập khẩu từ Lào ngai thờ có hình dáng giống với chiếc ghế được điêu khắc các họa tiết hoa văn tỉ mỉ dáng rồng và chân là điêu khắc đầu lân chân móng dạ đục hố phù và ngai thờ thường chúng ta để bài vị hoặc bát hương ở phía trên thì bài vị nó thể hiện cái sự hiện diện của người đã khuất cỗ ngai thờ này đều được làm thủ công bằng tay do những nghệ nhân hàng đầu gốc nghề ra mẫu vẽ mẫu chế tác nên các cái tác phẩm đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ. Cỗ ngai thờ này được làm với chiều dài phủ bì là dài 55, sâu 45 và cao 87. Đều thuộc các cái số đỏ, số đẹp trong thước phong thủy lỗ ban. 87 thuộc cung hỷ sự. 55 thuộc cung đại cát. 45 nó thuộc cung tài vượng. Và phía trên thì được chạm khắc đó là các hình rồng, rồng cuộn mây. Phía sau là mặt nguyệt. Đây là hình dáng về ngai cột. Đây cũng được đánh giá là các cái mẫu ngai thờ đang được bán chạy và được người dân ưa chuộng sử dụng tới 99% trong cái thị trường đồ thờ cúng tâm linh. Và đặc biệt là về ngai thờ bằng gỗ có loại tám tấc, loại một thước, một thước 2 và một thước rưỡi. Thì trong video clip ngày hôm nay đều được cơ sở đồ gỗ đồ thờ Lanh cập nhật bài vị này được làm trên nền chất liệu gỗ Mita có chiều cao tổng thể là 67 chiều dài là 23 và sâu là 17 cm được điêu khắc với chất liệu đó là gỗ Mita chúng ta có thể để trơn hoặc ghi tên các cụ cao tầng tổ khảo chúng ta sẽ ghi vào phía bên trong 9 chữ hoặc 13 chữ và thường là 9 chữ nó thuộc cung sinh. Chúng tôi cập nhật liên tục các cái thông số mới nhất về đồ thờ cúng tâm linh bằng gỗ trên trang chủ YouTube để quý khách tiện theo dõi. Chân của ngai thờ đó là được thiết kế dáng cong, đầu lân chân móng, dạ đục hình hổ phù. Hai cỗ ngai số 3 và số 4 đó là được làm bằng chất liệu gỗ gụ và cỗ ngai số 5 là cỗ ngai 8 tấc làm trên nền chất liệu gỗ mít được sơn son thép vàng. Và cỗ ngai số 6 cũng được làm trên nền chất liệu gỗ gụ đang còn để mộc để chúng ta có thể so sánh khi hoàn thiện. Và thường hoàn thiện về mặt ngai thờ thì tới 90%. Hiện nay thị trường dùng về dòng ngai thờ là đều được sơn son thép vàng phủ hoàng kim vì ngai thờ nó là một chiếc ghế hình rồng ngày xưa ám chỉ các vua quan hay là những người có chức tước mới được thờ ngai và quan trưởng nhưng mà về ngày nay thì các ngành thứ đều được thờ ngai bởi vì theo quan niệm của dân gian thì chúng ta khi thờ cúng thì lòng thành kính ở cái tâm của chúng ta khi thờ gia tiên hay cũng như cúng tiến vào đình chùa miếu mạo đó là do tâm thành của từng gia đình chúng ta có thể thờ ngai được và cỗ ngai thờ số 7 là cỗ ngai thờ một thước hai được làm trên nền chất liệu đó là gỗ gõ đỏ của nam phi cũng là một dòng gỗ rất là bền so với chất liệu của gỗ vụ thì cơ sở đồ gỗ đồ thải lành cũng vẫn khuyên quý khách hàng đó là chúng ta hạn chế làm về chất liệu gỗ giỏi gỗ giỏi rất là cong vinh và độ co nứt rất là cao so với dòng chất liệu gỗ gụ và gỗ gõ đỏ để mà bền đẹp sử dụng trong quy trình dài được an toàn bền bỉ giữ màu sắc thì chúng ta nên dùng chất liệu gỗ gụ và gỗ gõ đỏ của nam phi hoặc chất liệu gỗ hương đá và gỗ mít ta. Đây là cỗ ngai thờ loại một thước 2 được làm với chiều dài phủ bì là 61, sâu 42 và cao 92 cm tổng thể. Thì chúng ta cứ nhân lên về phần khuôn mặt cứ một tấc là 4 cm thì 8 tấc là 32 một thước là 40. Một thước 2 là bề mặt là 48 cũng đều được điêu khắc các hình rồng ở phía trên vành tai và phía sau là mặt nguyên. Phần dạng à, ngang và dạng tiền được điêu khắc hình tượng hồ phù. Và hình tượng à, kỳ lân ở phần chân. Nó tượng trưng về thái bình thịnh vượng nếu nói về loài kỳ lân. Và đây là top 7 ngai thờ đang được thịnh hành và bán chạy nhất hiện nay trên thị trường toàn quốc Việt Nam cũng như tại kênh YouTube đồ gỗ Hiền Lành chúng tôi cũng sản xuất ra với số lượng rất là lớn quý khách có thể tham khảo lựa chọn mẫu mã kích thước để phù hợp với cái không gian thờ hoặc không gian chúng ta cần cúng tiến vào đình chùa miếu mạo quý khách hãy liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 098688349 hoặc 0985226684 chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể cho quý khách và trong thời gian vừa qua, cơ sở đồ gỗ đồ thời lanh cũng nhận được rất nhiều các đơn hàng làm về ngai thờ, khám thờ và hạc thờ, các đồ thờ cúng liên quan. Rất nhiều như bát biểu chấp kích, chúng tôi sẽ cập nhật trên trang chủ YouTube đồ gỗ hiền lanh cũng như fanpage Facebook đồ gỗ hiền lanh. Hoặc truy cập vào Zalo 0986 quý khách có thể lấy hình ảnh cũng như các thông số kích thước. Chúng tôi đã mô tả rất chi tiết ở phía dưới phần mô tả của từng video. Video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở 6 đồ gỗ Hiền Lanh tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về trực tiếp khi quý khách đã xem cụ thể các cái video. Và đây là cỗ ngai siêu khủng siêu vip của gia đình anh Nguyễn Sông Lam tại Quỳnh Lưu, Nghệ An. Anh đã đặt cho nhà thờ và thờ tướng Nguyễn Xí. Sí. Tướng Nguyễn Xí sí cũng là một tướng rất nổi tiếng tại Nghệ An sau quan hoàng Mươi. Cổ ngai này được làm với kích thước phủ bì đó là dài 1m3, cao 1m17 và sâu 67. Đây là cỗ ngai vách cũng đã được sơn son thiết vàng. Bản giao tới gia đình anh Nguyễn Sông Lam, họ Nguyễn tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Cổ ngai vách này tôi đã giới thiệu rất chi tiết trong video clip trước. Quý khách có thể bớt chút thời gian để xem cỗ ngai thở ngai vách trên Youtube cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi